Hello, chào các em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, mình sẽ mang đến cho anh em là một bộ mixer đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là PMP. Và dòng này sẽ có tên model là DFP 3000KE. Rồi dòng sản phẩm mà phải nói là tuy ở một phân khúc giá rẻ thôi nhưng mà chất âm của nó nghe vẫn là cực kỳ hay và hát karaoke vẫn là rất là xuất sắc nha anh em. Giá mình để lại cho anh em phải nói là siêu rẻ, chỉ với 2.900.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em phải liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại, qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Đối với hầu hết tất cả dòng sản phẩm của BNB phải nói là được rất là nhiều anh em ưa chuộng và săn đón nó rất là nhiều, nhất là những dòng sản phẩm ví dụ như là loa đẩy và âm vi karaoke của BNB. Rồi hôm nay thì mình về thêm cái mixer của BNB để anh em nào mà đang có sẵn mà một cục đẩy đi và anh em muốn chơi thêm cái mixer để mà nghe nhạc hát karaoke thì đây cũng là một trong những sự chọn rất là tốt. Con này nó có thiết kế rất là đẹp và bắt mắt nha anh em. Hàng thì mình vừa mới về, về hình thức mà rất là mới đẹp keng, tầm khoảng là trên 90% nha anh em. Và cái nút chức năng trong sản phẩm này, đầu tiên là chúng ta sẽ có nút nguồn nha anh em, còn bốn nút bài nút để điều chỉnh về các thể loại nhạc và anh em muốn nghe. Còn bên đây là các cổng để mà anh em bấm tín hiệu nghe nhạc cho anh em, tép hoặc aux. Bên cạnh là eco ở nút có điều chỉnh về vang nhài, ba lăng, ba nút volume để điều chỉnh về micro 1, 2 và 3 nha anh em. Còn bên đây là master volume, là volume tổng anh em. Còn đây là music volume, là volume nhạc anh em. Còn bên dưới là delay và repeat để điều chỉnh về vang nhài. Còn đây là ba cổng nếu mà anh em cắm micro. Ở đây nó có điều chỉnh về giải bass và giải treble. Còn về mặt sau dòng sản phẩm này thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với tem dòng sản phẩm này trước cho anh em. BMP model là DFP 3000KE. Con này là điện 220 240V. Vì dòng này nó sẽ xuất vào thị trường của châu Âu nha anh em, nó sẽ có dòng điện này. Và dòng này mình thấy rất là lợi thế, cho nên em phải mà mua về cắm vào xả liền luôn nha anh em, em cần phải qua ổ ngáp. Hai con này là hàng chính hãng là Made in Japan nha anh em. Còn bên cạnh đây là cái cổng để mà em mới tín hiệu nghe nhạc cho anh em. Còn về nội thất ở bên trong của PMP DFP 3000KE nó còn siêu mới siêu đẹp nha anh em. Con này sẽ trang bị chúng ta phải nói là rất là nhiều những con chip giải mã và IC cao cấp chính hãng là của Japan nha anh em. Hãng mình bán bao zin cho anh em cho yên tâm, hình thức cũng là rất là mới đẹp keng. Và thôi không dài dòng nữa, mình vào nghe bài test thích âm của PFP DFP 3000K mời anh em. Mình sẽ test về phần nhạc.
Và bây giờ mình sẽ test luôn vào micro sản phẩm. Đây, hiện tại mình cắm micro 1. Hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình lấy luôn vào micro 2. Hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây, mình cắm luôn vào micro 3. Hello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây, về test đầy đủ mọi chức năng từ phần nghe nhạc đến micro 1, 2, 3 và hoạt động hoàn hảo. Anh em thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.